Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ là gì? Những căng thẳng trước thêm bầu cử Kết quả của bầu cử giữa kỳ sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như thế nào? Có tác động gì đến Canada? Quan hệ hợp tác kinh tế xã hội giữa Mỹ và Canada sẽ thay đổi như thế nào? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Canada và Thế giới toàn cảnh sau đây. Thưa quý vị, bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ là cuộc bầu cử định kỳ được tiến hành vào khoảng thời gian giữa nhiệm kỳ 4 năm của tổng thống Hoa Kỳ. Các cử tri vào tháng tới sẽ xác định đảng nào kiểm soát quốc hội trong nửa cuối nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Biden. Đảng dân chủ hiện kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Những gì từng được nhiều người dự đoán là một cuộc xóa sổ cho đảng của họ đã biến thành một cuộc chiến cạnh tranh. Có thể Đảng Cộng hòa sẽ thắng lại một hoặc là cả hai viện của quốc hội, hoặc là không những gì xảy ra trong các cuộc bầu cử này sẽ định hình mạnh mẽ lại hai năm tới trước khi tổng thống biden có khả năng ra tranh cử lại và có khả năng là cuộc đua chống lại cựu tổng thống donald trump một lần nữa với việc quốc hội hiện nằm dưới sự kiểm soát của đảng dân chủ tổng thống biden có thể có một cơ hội khác để thông qua các ưu tiên tự do lớn nếu nằm dưới sự chia rẽ hoặc là toàn bộ sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa, thì trong hai năm tiếp theo, chính quyền của ông Biden có thể phải liên tục bảo vệ mình khỏi các cuộc điều tra và thậm chí là có thể bị luận tội. Các cuộc bầu cử giữa kỳ không nhận được sự quan tâm như là bầu cử tổng thống, nhưng chúng có thể có tác động đáng kể đến hướng đi của đất nước. Ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ năm 2022 là ngày 8 tháng 11. Những điều chúng ta cần biết về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm hai viện, đó là Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện không quá 435 thành viên. Số lượng đại diện được phân bổ cho mỗi bang phụ thuộc vào dân số của bang. Ví dụ, California là tiểu bang đông dân nhất, có 52 đại diện. Trong khi đó thì bang Wyoming là bang ít dân nhất, chỉ có một. Thượng viện chỉ bao gồm hai quan chức được bầu từ mỗi bang với tổng số 100 thành viên. Hạ viện và thượng viện đều cần thiết cho quá trình lập pháp. Hạ viện quyết định dự luật nào nên được đưa ra biểu quyết, còn thượng viện phê duyệt hoặc là chặn các dự luật này. Các dự luật được thượng viện thông qua đều bị tổng thống Mỹ phủ quyết hoặc là ký thành luật. Sự thành công của các biện pháp thường phụ thuộc vào đảng chính trị nào, đảng cộng hòa hay đảng dân chủ có đa số thành viên các thành viên hạ viện được bầu chỉ trong 2 năm. Điều này có nghĩa là tất cả 435 ghế hạ viện sẽ được tranh cử tại cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2022. Năm nay 35 thượng nghị sĩ tham gia tranh cử ở 34 tiểu bang. Hiện tại thì hạ viện bao gồm 220 thành viên Đảng Dân chủ và 212 thành viên Đảng Cộng hòa. Đa số mỏng cho phép Đảng Dân chủ thông qua các dự luật của họ một cách dễ dàng. Thượng viện được chia theo tỷ lệ 50-50 giữa hai đảng. Tuy nhiên, Đảng dân chủ có một chút lợi thế vì phó tổng thống Kamala Harris có thể bỏ phiếu hòa. Nhưng kết quả giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi cán cân đảng trong một hoặc là thậm chí cả hai viện. Nếu điều đó xảy ra, Đảng Cộng hòa sẽ chiếm thế thượng phong. Năm 2022 có 36 thống đốc bang đã tham gia bầu cử. Các cử tri cũng sẽ có cơ hội bỏ phiếu về các biện pháp khác nhau để thay đổi các chính sách của tiểu bang và địa phương. Kết quả có vẻ không đáng kể như các cuộc đua vào quốc hội, nhưng chúng không nên bị bỏ qua vì hầu hết việc xây dựng luật pháp ở Mỹ diễn ra ở cấp tiểu bang và địa phương. Những căng thẳng trước thềm bầu cử. Theo hãng thông tấn AP News, hơn 100 vụ kiện đã được đệ trình trong năm nay xung quanh cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 những thách thức pháp lý phần lớn từ những người theo đảng Cộng hòa nhắm mục tiêu vào các quy tắc về bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu sớm, quyền tiếp cận của cử tri, máy bỏ phiếu, đăng ký bỏ phiếu, kiểm đếm số phiếu bầu vắng mặt, không được đánh dấu và quyền truy cập cho những người theo dõi cuộc thăm dò của đảng phái. Từ đó có thể cho thấy trước một giai đoạn hậu bầu cử tiềm ẩn nhiều tranh cãi và chiến lược này một phần bắt nguồn từ việc cựu tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông. Đã thất bại trong việc lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà ông đã thua cho ông Joe Biden. Các quan chức Đảng Cộng hòa cho biết họ đang chuẩn bị cho các cuộc kiểm phiếu lại, các cuộc bầu cử có tranh chấp và nhiều vụ kiện tụng hơn nữa. Hàng ngàn tình nguyện viên đã sẵn sàng để thách thức các lá phiếu và tìm kiếm bằng chứng về sự bất bình thường. Đảng Cộng hòa cho biết họ có một đội nhóm về tính liêm chính trong bầu cử trị giá hàng triệu đô la. Họ đã thuê 37 luật sư ở các bang quan trọng, tổ chức hơn 5.000 buổi đào tạo để dạy cho các tình nguyện viên cách tìm kiếm hành vi gian lận cử tri và đã đệ trình 73 đơn kiện ở 20 bang. Các nhóm pháp lý đồng minh khác của cựu Tổng thống Trump bao gồm America First Legal do cựu cố vấn ông Trump là Stephen Miller điều hành cũng tham gia. Trong khi đó, thì đảng Dân Chủ tập trung vào việc giúp việc bỏ phiếu dễ dàng hơn và giúp những người bị từ chối có cơ hội bỏ phiếu một nhóm do luật sư Mark Elias và công ty của ông đang tranh tụng khoảng 40 vụ ở 19 tiểu bang, nhiều vụ là do đảng Cộng Hòa dẫn đầu. Ông Elias cho biết ông đang phải đối mặt với vô số thách thức đối với kết quả bầu cử. Một số ứng cử viên đảng Cộng Hòa đã nói rằng họ sẽ không chấp nhận thua cuộc hoặc là gây nghi ngờ về quá trình bầu cử mặc dù không có bằng chứng về gian lận. Theo hãng thông tấn AP News, vào năm 2020, các luật sư ủng hộ cho cựu tổng thống Trump đã đệ trình khoảng 60 đơn kiện và yêu cầu các thẩm phán không hợp lệ các lá phiếu và đều đã bị từ chối. Vào thời điểm đó, đảng Cộng Hòa chưa đi theo những lời cáo buộc của cựu tổng thống Trump về cuộc bầu cử. Kể từ đó thì những cáo buộc mà các truyền thông đã nói là sự giả dối đã bắt rễ trong đảng Cộng Hòa ông Benjamin Ginsburg, đồng chủ tịch của mạng lưới bảo vệ hợp pháp chính thức bầu cử và cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông George W. Bush và các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác cho biết những cáo buộc không có căn cứ cho rằng các cuộc bầu cử gian lận hoặc là không đáng tin cậy đã trở thành câu thần chú để đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 ở hầu hết các bang. Tuần trước thì đảng Cộng hòa đã thắng một vụ kiện chống lại Ngoại trưởng bang Michigan là Đảng viên dân chủ Joyce Lynn Benson về các quy tắc liên quan cách những người thách thức cuộc thăm dò có thể hoạt động. Đảng này cũng đã chiến thắng các vụ kiện ở Nevada và Arizona về việc bổ nhiệm nhân viên thăm dò và ở Wisconsin về xử lý lá phiếu, một quy trình theo đó cử tri có thể khắc phục các vấn đề với lá phiếu của họ để họ có thể được đếm và bỏ hộp. Vụ kiện tụng ở Pennsylvania liên quan đến việc bỏ phiếu vắng mặt và liệu các bên khác có được phép kiểm tra máy bỏ phiếu hay không. Các nhóm do dân chủ lãnh đạo thì đã khởi xướng khoảng 35 vụ kiện, tập trung phần lớn vào việc giúp việc bỏ phiếu dễ dàng hơn. Chỉ trong tuần này, vụ kiện tụng đã được đệ trình thay mặt cho Voto Latino và Liên minh Arizona dành cho người Mỹ về hưu để ngăn chặn hành vi đe dọa sử dụng hợp bỏ phiếu ở Arizona. Vào năm 2020, Hoa Kỳ tập trung vào khả năng xảy ra các mối đe dọa từ nước ngoài, từ Nga hoặc có thể là Trung Quốc. Đối với tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, chẳng hạn như là bằng cách thao túng các bản biểu quyết. Các quan chức bầu cử và các cơ quan riêng của cựu Tổng thống Trump cho biết đây là cuộc bầu cử an toàn nhất từ trước đến nay. Chính quyền Trump và những người ủng hộ ông đã nuôi dưỡng các thuyết về hành vi gian lận cử tri. Các quan chức Hoa Kỳ một lần nữa giống lên hội chuông cảnh báo rằng Nga đang làm việc để tăng cường nghi ngờ về tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Trong tuần này, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Karin Jean-Pierre cho biết, không có hoạt động mạng bên ngoài nào ngăn cản một cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, làm tổn hại đến tính toàn vẹn của bất kỳ lá phiếu nào được bỏ phiếu, hoặc là ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin đăng ký cử tri. Mới đây, cựu tổng thống Barack Obama đã trở lại chiến dịch tranh cử tại Georgia, sử dụng điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nhiều bang nhằm định hình cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, như một cuộc trưng cầu dân ý về dân chủ và kêu gọi cử tri không coi Đảng Cộng hòa là câu trả lời cho những tai ương kinh tế của họ. Đó là một sự cân bằng mong manh vì cựu tổng thống thừa nhận nỗi đau của lạm phát và cố gắng giải thích tại sao tổng thống Joe Biden và các đảng viên Dân Chủ không nên nhận hết lỗi khi họ đang đối mặt với viễn cảnh sẽ mất đa số hẹp tại Hạ viện và Thượng viện. Với xếp hạng phê duyệt của tổng thống Biden ở mức thấp dưới 40%, Đảng Dân Chủ hy vọng sự xuất hiện của ông Obama trong những tuần kết thúc của chiến dịch sẽ thúc đẩy nhóm của đảng này trong một môi trường quốc gia khó khăn Ông Obama sẽ đến Michigan và Wisconsin. Tiếp theo là các điểm dừng vào tuần tới ở Nevada và Pennsylvania. Tổng thống Joe Biden đã có mặt ở Pennsylvania vào thứ Sáu cùng với phó tổng thống Kamala Harris và có kế hoạch ở Georgia vào tuần tới, nhưng ông đã không được hoan nghênh khi là người đại diện cho nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ trên khắp đất nước, bao gồm cả Warnock kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như thế nào. Sau nhiều năm sản nước, các chuyên gia đã đồng ý rộng rãi rằng cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng đáng ngạc nhiên về ít nhất hai trong số các ưu tiên chính sách đối ngoại chính của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đó là Trung Quốc và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Nhưng trong khi cách tiếp cận hiện tại của Tòa Bạch Ốc đối với sức mạnh kinh tế ngày càng tăng và sự quyết đoán của Bắc Kinh được cho là sẽ tương đối ổn định cho dù đảng nào nắm quyền quốc hội. Các nhà phân tích cho rằng những rạn nứt của đảng Cộng Hòa về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine có thể trầm trọng hơn nếu họ nắm quyền kiểm soát tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, các nhà quan sát cho rằng chiến thắng của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện hoặc là Thượng Viện có thể khuếch đại sự chia rẽ đảng phái ngày càng tăng ở Washington, D.C đặt ra vô số thách thức cho chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Biden trong hai năm tới. Sự kiểm soát của đảng Cộng hòa đối với cơ quan lập pháp cũng có thể khuếch đại tiếng nói của cựu Tổng thống Donald Trump, người được cho là ứng cử viên của đảng năm 2024, và người theo đuổi chiến lược, nước Mỹ là trên hết, làm rung chuyển chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của ông. Trong khi các tổng thống Mỹ ngày càng củng cố quyền lực đối với các vấn đề đối ngoại trong những thập kỷ gần đây, và một số nhà quan sát cáo buộc quốc hội trong những năm gần đây đã thoái thác trách nhiệm chính sách đối ngoại thì hạ viện và thượng viện vẫn duy trì một số quyền lực hiến định quan trọng bao gồm quyền kiểm soát ngân sách liên bang và khả năng chính thức tuyên chiến chống lại quốc gia khác quốc hội phải phê duyệt chi tiêu viện trợ cũng như là các khoản phân bổ cho bộ máy rộng lớn tạo nên chính phủ nước ngoài của hoa kỳ với một phần lớn kinh phí dành cho quân đội, đoàn ngoại giao và các chi phí khác ở nước ngoài. Vậy cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ có ảnh hưởng gì đến Canada? Các chuyên gia cho rằng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ quan trọng rất lớn đối với Canada. Ông Christopher Sands là giám đốc Viện Canada tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson cho biết nền kinh tế Canada và nền kinh tế Mỹ gắn bó chặt chẽ đến mức chính sách kinh tế của mỹ có xu hướng mang lại những điều tốt và điều xấu cho canada kết quả của các cuộc đua cũng rất quan trọng đối với canada quyền lập pháp quyền chi tiền quyết định những chính sách mà hoa kỳ sẽ thực hiện tất cả đều đến từ quốc hội đảng nào nắm quyền quốc hội mỹ sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với canada nếu đảng cộng hòa giành chiến thắng cán cân quyền lực sẽ thay đổi ai sẽ điều hành các vở kịch và cách tham gia sẽ là một sự thay đổi rất lớn đối với canada Giáo sư lịch sử Jason Oppo của Đại học McGill cho biết, nếu đảng Cộng Hòa giành được cả hai viện và sau đó thúc đẩy lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, có một số người và khả năng mọi người sẽ tìm cách phá thai ở Canada. Lúc đó hai quốc gia sẽ phải thảo luận về các vấn đề xuyên biên giới theo cách mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được trong nhiều thế hệ qua. Các chính sách đối ngoại như là hỗ trợ của NATO đối với Ukraine cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc Đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện. Nhưng nếu Đảng Dân chủ giữ được quyền kiểm soát, quan hệ đối tác và thỏa thuận truyền thống của NATO xung quanh các vấn đề như là gửi vũ khí tới Ukraine sẽ trở nên sâu sắc hơn. Bất kể đảng nào thắng thì Tổng thống Joe Biden sẽ ở lại tòa Bạch ốc thêm 2 năm nữa. Tổng thống Biden có khả năng sẽ giữ mối quan hệ hợp tác với Canada trong các vấn đề như là Ukraine và Trung Quốc và ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào đối với lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ vào năm 2024? Liệu sẽ có một trận tái đấu giữa cựu tổng thống Trump và tổng thống Biden hay không? Hãy để lại bình luận của quý vị cho chúng tôi biết ở phần comment bên dưới nhé! Phần thông tin của toàn cảnh chương trình Canada và Thế giới kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện tại Canada và Thế giới đáng chú ý tuần qua. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Từ những thay đổi trong bộ máy chính phủ các cấp tới Ngân hàng Canada lại tăng lãi suất. Cùng cơn bão mạnh nhất đang ập đến tỉnh bang BC, chồng của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bị hành hung giả mang tại nhà riêng. Vương quốc Anh có thủ tướng mới với những cái nhất của ông. Trung Quốc bị cáo buộc điều hành đồn cảnh sát bí mật ở Canada và Hà Lan. Và các điểm tin nổi bật khác trong tuần, tất cả sẽ có trong tin vắn Canada và thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất qua đêm lên 3,75% từ mức 3,25%. Kể từ tháng 3, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất chính sách 6 lần nhằm mục đích giải quyết lạm phát và đưa nó trở lại mục tiêu 2%. Ngân hàng dự đoán Canada có thể chứng kiến một cuộc suy thoái tiềm ẩn trong nửa đầu năm 2023. Tăng trưởng GDP, tổng sản phẩm quốc nội sau đó được dự báo sẽ chậm lại từ 0% đến 0,5% cho đến cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023 lạm phát vẫn tăng ở mức 6,9% và ngân hàng không nghĩ rằng nó sẽ giảm trong tương lai gần, báo hiệu sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất sắp tới. Ngân hàng dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống mức 3% vào cuối năm tới và sẽ đạt mục tiêu 2% vào năm 2024. Ngoại trưởng Blinken của Hoa Kỳ gặp Tổng thống Trudeau và Bộ trưởng Jolie trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Canada, Bộ ba đã đàm phán về các gói hỗ trợ Ukraine nhân quyền ở iran chính sách tị nạn ở bắc mỹ và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở haiti vốn đã kêu gọi sự can thiệp quân sự của nước ngoài washington và ottawa đang muốn thắt chặt các mối quan hệ trước thêm các hội nghị thượng đỉnh lớn vào tháng tới tại g20 và các diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương chuyến thăm hai ngày của ông blinken kết thúc tại montreal nơi ông đã đến thăm một nhà máy tái chế lithium và bàn về thương mại và xe điện Chính phủ liên bang Đảng Tự do đang có kế hoạch cung cấp bảo hiểm chăm sóc răng miệng trực tiếp cho những người Canada đủ tiêu chuẩn, thay vì làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ để tăng cường bảo hiểm hiện có. Mới đây, bộ mua sắm đã mời các công ty có kinh nghiệm về chủ đề đó nộp đơn sơ tuyển. Tất cả 13 thủ hiến Canada đã khởi động một chiến dịch quảng cáo mới thông qua hội đồng liên bang Nhằm mục đích tăng áp lực gây sức ép của công chúng đối với thủ tướng Trudeau để ông gặp gỡ họ và thương lượng tăng thêm tài trợ liên bang cho chi phí chăm sóc sức khỏe, các thủ hiến đã yêu cầu tăng 28 tỷ đô la cho Canada Health Transfer. Khoản này sẽ tăng mức đóng góp của liên bang cho chi phí y tế từ 22% của hiện tại lên mức 35%. Về tình hình đại dịch COVID-19, có hai biến thể phụ mới của COVID-19 đang phát triển nhanh gấp đôi biến thể BA.5 ở tỉnh Ontario. Cụ trưởng ban tư vấn khoa học COVID-19 của Ontario cho biết đã đến lúc phải khôi phục lại các quy định khẩu trang vì cơ quan y tế công cộng Ontario cho biết tỷ lệ của các biến thể phụ mới Omicron BQ.1 và BQ.1.1 trong tỉnh đang tăng nhanh gấp đôi so với tỷ lệ của biến thể BA.5. Canada ủng hộ một dự án điện hạt nhân mới, sẽ cung cấp 970 triệu đô la để phát triển một lò phản ứng mô-đun nhỏ SMR quy mô lưới, một công nghệ hạt nhân mới mà được giới thiệu là một phần quan trọng trong kế hoạch giảm phát thải của nước này. Dự án điện hạt nhân đang được phát triển bởi công ty phát điện Ontario OPG ở Darlington, tỉnh Ontario và sẽ là một mô-đun nhỏ SMR quy mô lưới thương mại đầu tiên trong nhóm G7. Tỉnh Ontario đã thông báo họ sẽ tăng mức thuế đầu cơ không cư trú đối với nhà do công dân nước ngoài mua từ 20% lên mức 25% có hiệu lực vào ngày 25 tháng 10. Bộ trưởng Tài chính cho biết động thái này khiến thuế suất của tỉnh Ontario cao nhất ở Canada và giúp ngăn cản sự đầu cơ của nước ngoài. Ngoài ra thì chính phủ cũng đã đặt mục tiêu xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà trong 10 năm giảm phí cho các nhà xây dựng, cho phép nhiều đơn vị hơn trên một khu dân cư và hướng tới các chương trình cho thuê là ba trong số nhiều biện pháp mà tỉnh Ontario đã công bố nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở. Thị trường cho thuê nhà ở Toronto đang tăng chóng mặt khi giá cả tăng cao trong bối cảnh hàng tồn kho hạn chế. Theo hội đồng bất động sản khu vực Toronto, chi phí trung bình cho một căn hộ một phòng ngủ đã tăng 20,4% lên mức 2.481 đô la giữa quý 3 năm 2022 và cùng kỳ năm 2021. Giá thuê căn hộ hai phòng ngủ trung bình tăng 14,5% lên mức 3.184 đô la so với cùng kỳ năm 2021. Giá thuê căn hộ ba phòng ngủ tăng 10,9% lên mức 4.139 đô la trong khi giá thuê căn hộ bachelor tăng 21,3% lên mức 2057 đô la. Trong khi đó, ở thành phố Calgary, việc tăng lãi suất tác động đến thị trường nhà ở. Mức tăng lãi suất mới đây của Ngân hàng Trung ương Canada có thể là một đòn giáng khác vào ví tiền của người dân. Tình trạng lãi suất đang tăng làm nóng thị trường nhà ở. Ngoài ra thì chi phí sinh hoạt cao hơn và tỷ lệ thế chấp cao hơn đang có tác động rất lớn đến doanh số bán nhà bệnh viện ở hoa kỳ đang quá tải với bệnh nhân bị nhiễm rsv và canada cũng đang chứng kiến sự gia tăng làm các bậc cha mẹ lo lắng khi các bệnh viện nhi của hoa kỳ báo cáo tình trạng quá tải với bệnh nhân nhiễm virus hô hấp hợp bào các ca bệnh cũng đang gia tăng ở canada virus hô hấp hợp bào hoặc là rsv là một loại virus đường hô hấp phổ biến và dễ lây lan thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ hầu như tất cả trẻ em đều bị nhiễm RSV khi chúng 2 tuổi. Virus chủ yếu gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh nhẹ như là chảy nước mũi, hắt hơi, ho và sốt, nhưng cũng có thể dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn như là viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Mặc dù không có vaccine và không có gì để đặc trị RSV, hầu hết các trường hợp không cần đến bác sĩ hoặc là nhập viện và thường khỏi sau 1-2 tuần với nhiều thời gian nghỉ ngơi và truyền dịch. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, trẻ có thể được cung cấp oxy hoặc truyền dịch qua đường tĩnh mạch nếu trẻ khó thở hoặc làm mất nước. Các phòng cấp cứu tại bệnh viện khắp Canada đang gặp tình trạng quá tải với số lượng bệnh nhân chưa từng có. Các quan chức đang lo ngại bệnh viện quá tải với ba loại bệnh cùng một lúc đó là cúm, COVID-19 và RSV. Bệnh viện đã phản ứng bằng cách hủy bỏ một số ca phẫu thuật đã lên kế hoạch và chỉ một số ca được tiến hành bố trí lại nhân viên từ các khoa khác đến các khu vực cấp cứu ER và y học nhi khoa. Người nhập cư chiếm gần một phần tư dân số Canada vào năm 2021. Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 được công bố mới nhất cho thấy người nhập cư chiếm gần một phần tư tổng số người ở Canada và nhóm này được dự báo sẽ đại diện cho một phần ba dân số vào năm 2041. Bộ Thống kê Canada cho biết, nhập cư là yếu tố thúc đẩy chính của sự gia tăng dân số, một phần là do dân số người cao tuổi và tỷ lệ sinh thấp ở nước này. Người nhập cư cũng chiếm 4 trên 5 mức tăng trưởng lực lượng lao động từ năm 2016 đến năm 2021. Trước đây, phần lớn người nhập cư đến Canada là đến từ châu Âu, nhưng hiện nay phần lớn người nhập cư đến từ châu Á, bao gồm cả Trung Đông. Cứ 5 người nhập cư đến Canada thì có một người sinh ra ở Ấn Độ, khiến nước này trở thành quốc gia có nhiều người mới nhập cư nhất. Cảnh sát RCMP đang điều tra các báo cáo về hoạt động tội phạm tại nơi gọi là đồn cảnh sát do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập ở khu vực đại đô thị Toronto. Theo một cuộc điều tra, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thực hiện một hoạt động phối hợp để buộc các công dân Trung Quốc sống ở nước ngoài bị cáo buộc lừa đảo trực tuyến phải trở về nhà. Trung Quốc đã mở tổng cộng 54 trạm dịch vụ của cảnh sát ở 30 quốc gia, trong đó có 3 điểm ở Canada trong khu vực đại đô thị Toronto. Một báo cáo dài 21 trang được công bố vào tháng trước cho biết, Trung Quốc đã tuyên bố rằng 230.000 nghi phạm lừa đảo đã được thuyết phục thành công trở về nước trong khoảng thời gian từ tháng 4 2021 đến tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, thì Tổng lãnh sự quán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố rằng các trạm dịch vụ chủ yếu dành cho công dân Trung Quốc gia hạn bằng lái xe của họ vì nhiều người không thể quay trở lại Trung Quốc do đại dịch. Các vùng Paris đã bị ảnh hưởng bởi trận tuyết lớn đầu tiên của đất nước, rơi đến 40 cm trong tuần qua và dẫn đến điều kiện lái xe nguy hiểm, mất điện và đóng đường trong nhiều ngày. Trận tuyết bắt đầu ở tỉnh Alberta khi tuyết rơi dày đặc và mang lại tới 27cm tuyết. Sau đó thì hệ thống tuyết đã di chuyển về phía đông đến tỉnh Saskatchewan và Manitoba. Khu vực Moose Jaw cách Regina chưa đầy một giờ về phía Tây có tuyết rơi dày đến 40cm. Cơn bão mạnh nhất của mùa thu đã ập đến tỉnh bang BC. BC Hydro tiết lộ rằng hơn 89.000 khách hàng đã bị mất điện vào đầu giờ chiều thứ Năm do cơn bão nhiều vụ mất điện tập trung quanh khu vực Lower Mainland và Sunshine Coast, nhưng hàng ngàn vụ mất điện liên quan đến gió đã diễn ra trên toàn tỉnh và gió đã làm sập một đường dây điện trên quốc lộ 1 ở Coquitlam. Không chỉ vậy, cơn bão mạnh thứ hai sẽ tính về biển phía nam của tỉnh BC vào cuối tuần này. Chỉ một vài tuần trước, thì tỉnh BC đã phải đối phó với nhiệt độ cao kỷ lục và thời tiết hạn hán. Còn hiện tại thì các công tác khẩn cấp đang được tiến hành để chuẩn bị cho con sông khí quyển tiếp theo của khu vực. Dòng sông khí quyển này lớn hơn và bền vững hơn là những gì tỉnh đã thấy mới đây. Tình trạng thời tiết sẽ phát triển vào cuối thứ Bảy, kéo dài đến Chủ nhật. Gió sẽ mạnh lên và lượng mưa sẽ được nhân lên đáng kể. Khu vực có thể dễ dàng nhận được lên đến 100mm mưa vào cuối tuần. Sông khí quyển là một hiện tượng được gọi là một giải không khí ẩm hẹp và bao gồm lượng mưa lớn. Liên quan đến chiến sự trên thế giới, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada đang áp đặt các biện pháp trừng phạt thêm đối với 35 người Nga và phát hành trái phiếu mà mọi người có thể mua để ủng hộ chính phủ Ukraine. Nhóm bị trừng phạt bao gồm các nhà lãnh đạo của công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom và 6 đơn vị trong lĩnh vực năng lượng. Trái phiếu chủ quyền Ukraine có thời hạn 5 năm sẽ được cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua các ngân hàng Canada và tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến Ukraine thông qua Quỹ tiền tệ quốc tế. Trên thế giới, Vương quốc Anh có thủ tướng mới và đây là những cái nhất của ông. Đảng bảo thủ Anh hôm 24 tháng 10 thông báo cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã trở thành thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh. Một ngày sau đó, Điện Buckingham xác nhận vua Charles Đệ Tam đã bổ nhiệm ông Rishi Sunak, 42 tuổi, làm thủ tướng kế tiếp của Anh và chấp thuận đề nghị thành lập nội các mới của ông. Ông Rishi Sunak là thủ tướng đầu tiên nhậm chức trong triều đại của vua Charles sau khi nữ hoàng Elizabeth đề nhị qua đời hồi tháng 9, ông cũng hiện là thủ tướng da màu đầu tiên của đất nước, người Anh gốc Á đầu tiên và cũng là người gốc Ấn đầu tiên dẫn dắt nước Anh. Và ở tuổi 42, ông cũng là lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong vòng 200 năm ở Vương quốc Anh. Ông Sunak còn là một trong những người giàu nhất nước Anh. Vợ của ông, bà Akshata Murthy, là con gái của tỷ phú Narayana Murthy, người đã xây dựng đế chế phần mềm Infosys lớn nhất Ấn Độ Tổng tài sản của vợ chồng ông Sunak cao hơn gấp đôi tài sản của vua Charles Đệ Tam và vương hậu Camilla, ước tính trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la Canada. Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh có thủ tướng giàu hơn cả nhà vua. Việc Anh có thủ tướng mới đã nhận được nhiều sự hoan nghênh từ lãnh đạo các nước, tuy nhiên nhà lãnh đạo của Nga có vẻ như không nằm trong danh sách này. Điện Kremlin cho biết, tổng thống Nga Putin đã không chúc mừng tân thủ tướng Anh Sunak vì coi đây là quốc gia không thân thiện. Vì vậy Nga đã không gửi điện mừng tân thủ tướng Anh. Danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga có khoảng gần 50 nước đã áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow, trong đó có Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, Anh, Úc và các nước châu Âu cũng như là Nhật Bản. Trong khi đó, ông chủ tòa Bạch Ốc dường như đã để lộ dấu hiệu của tuổi tác khi chúc mừng tân thủ tướng Anh nhưng đã phát âm sai tên của ông. Trong bài phát biểu kỷ niệm lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu vào ngày 24 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tỏ ra lúng túng và đã phát âm sai tên của tân thủ tướng Anh Rishi Sunak thành Rashi Sanuk. Ông Biden cũng thừa nhận khá bối rối khi phát âm tên của tân thủ tướng Anh, một người gốc Ấn Độ, nhưng không quên khẳng định rằng việc ông Sunak đắc cử là cột mốc đột phá. Video về sự nhầm lẫn của tổng thống Biden hiện đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trước đó, vị tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ dường như cũng đã quên đường vào Nhà Trắng và trợ lý phải chỉ hướng đi cho ông. Ông Elon Musk đã chính thức sở hữu Twitter, từ hôm nay hãy gọi tôi là Chief Tweet. Ông Elon Musk đã trở thành chủ sở hữu Twitter chính thức vào ngày 27 tháng 10 và việc đầu tiên ông làm đó là sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu. Ông Musk đã sa thải giám đốc điều hành Twitter, giám đốc tài chính và giám đốc các vấn đề pháp lý và chính sách. Ông Musk cũng cho biết rằng ông không mua Twitter để kiếm nhiều tiền hơn mà để cố gắng giúp đỡ nhân loại, những người mà ông yêu quý. Ông Elon Musk người từng tweet rằng tôi rất ghét quảng cáo cho biết ông muốn twitter trở thành nền tảng quảng cáo được tôn trọng nhất ông musk đã kêu gọi những người sáng tạo nội dung hàng đầu trên twitter sẽ được trả thù lao tương tự như là các nền tảng truyền thông xã hội khác khi đi đến trang twitter của ông musk quý vị cũng sẽ thấy ông đã thay đổi tài khoản cá nhân trên twitter của mình thành chief tweet tức là sếp tweet và địa điểm của ông là trụ sở twitter sau khi ông musk chính thức sở hữu twitter hàng loạt bức ảnh chế và video hài hước đã được chia sẻ rộng rãi chồng của chủ tịch hạ viện hoa kỳ đã bị hành hung dã man tại nhà riêng chồng của chủ tịch hạ viện nancy pelosi là ông paul pelosi đã bị tấn công dữ dội tại dinh thự của họ ở san francisco vào sáng sớm thứ sáu bởi một người đàn ông được cho là đang tìm kiếm bà nancy theo nhiều báo cáo ông paul pelosi đã bị tấn công bằng búa thủ phạm vào lúc đó đã hét lên bà nancy đang ở đâu và thậm chí đã cố gắng trói ông ta lại cho đến khi bà nancy về đến nhà ông Paul Pelosi đã có thể gọi 911 khi bắt đầu bị tấn công. Ông Pelosi, 82 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện và trải qua cuộc phẫu thuật thành công để chữa vết nứt hộp sọ và các vết thương nghiêm trọng ở cánh tay phải và bàn tay của mình. Tuyên bố đưa ra nói rằng các bác sĩ hy vọng ông sẽ bình phục hoàn toàn. Cuộc tấn công đã diễn ra trong bối cảnh lo ngại về bạo lực chính trị nhắm vào các nhà lập pháp vẫn ở mức cao sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào điện Capitol của Hoa Kỳ, cũng như là các cuộc bạo lực khác nhắm vào các thành viên quốc hội trong những năm gần đây. Về chiến sự đang leo thang của Nga và Ukraine, bầm bẩn là gì và tại sao nó lại liên tục được nhắc đến trong chiến sự tuần qua? Bơm bẩn là loại bơm sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân nhằm phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên đưa ra cáo buộc này trong cuộc điện đàm với các đồng cấp Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng, Moscow lo ngại về những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Ukraine liên quan đến một quả bơm bẩn. Ông Putin cũng lặp lại khẳng định rằng Ukraine có thể kích nổ một quả bơm bẩn Tổng thống tẩm chất phóng xạ để tấn công Moscow. Tổng thống Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Kyiv khi cho rằng Nga dự định sẽ tự kích nổ một thiết bị như vậy. Giới chức Ukraine ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc này, trong đó người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine gọi đó là những nhận xét vô lý và nguy hiểm. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi thế giới phản ứng gay gắt nhất có thể trước cáo buộc của Nga. Cho đến nay thì vẫn chưa ghi nhận bất kỳ vụ tấn công nào bằng bom bẩn trên chiến trường. Khi được hỏi về khả năng xảy ra leo thang hạt nhân, nhà lãnh đạo của Nga đã nói rằng mối nguy hiểm của vũ khí hạt nhân sẽ tồn tại, miễn là vũ khí hạt nhân còn tồn tại. Covid-19 ở Trung Quốc đã xuất hiện video cho thấy những gì dường như là các cuộc biểu tình quy mô lớn hiếm hoi chống lại các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19 ở Lhasa, thủ phủ vùng Tây Tạng. Thành phố Lhasa đã bị phong tỏa trong gần 3 tháng vì phải đối mặt với một làn sóng nhiễm Covid-19 Hàng loạt video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người biểu tình và đụng độ với cảnh sát. Hầu hết những người này được cho là công nhân nhập cư gốc Hán. Video đã bị xóa trên mạng xã hội Trung Quốc nhưng được đăng lại trên Twitter. Các nguồn tin Tây Tạng nói với đài Á Châu Tự Do RFA rằng những người biểu tình cảnh báo họ sẽ phóng hỏa nếu các hạn chế không được dỡ bỏ. Các bài đăng trên mạng xã hội cho biết nhiều người đã không có thu nhập trong 3 tháng Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã cứu được nhiều mạng người, nhưng cũng chính việc này gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân và nền kinh tế Trung Quốc. Với sự mệt mỏi ngày càng gia tăng của công chúng vì các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại, cuộc biểu tình hôm thứ Tư được cho là cuộc biểu tình lớn nhất mà thành phố này từng chứng kiến kể từ cuộc nổi dậy năm 2008, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Trong khi tình hình COVID-19 trong nước vẫn chưa yên ổn thì trên chính trường quốc tế, Trung Quốc bị cáo buộc điều hành đồn cảnh sát bí mật ở Hà Lan. Bộ Ngoại giao Hà Lan đang điều tra các báo cáo rằng Trung Quốc đã thiết lập hai đồn cảnh sát bất hợp pháp ở Hà Lan để theo dõi những người bất đồng chính kiến. Báo chí Hà Lan cho biết hai cái gọi là đồn cảnh sát Trung Quốc đã hoạt động ở Amsterdam và Rotterdam từ năm 2018. Các cơ sở này bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ ngoại giao cho công dân Trung Quốc nhưng chưa được đăng ký với chính phủ Hà Lan. Theo các tổ chức phi chính phủ, Bản chất thật sự của hai đồn cảnh sát là được Bắc Kinh sử dụng để giám sát và bịt miệng các đối thủ chính trị, cùng với những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài, sử dụng các cụ sĩ quan quân đội và tình báo làm nhân viên. Vào tháng 9, Tổ chức Nhân quyền Tây Ban Nha Safeguard Defenders cũng báo cáo rằng ít nhất 36 đồn cảnh sát của Trung Quốc đã được thiết lập ở châu Âu. Chính phủ Trung Quốc cho biết các báo cáo là hoàn toàn sai sự thật, nói rằng các trạm mà họ lập ra nhằm giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy phép lái xe hoặc là khai báo những thay đổi về tình trạng hộ tịch của họ. Những ngày gần đây, hoạt động phá hoại các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng dường như đang trở thành một trào lưu đối với các nhà hoạt động xã hội với hành động khó hiểu. Vào ngày 27 tháng 10, một nhà hoạt động khí hậu đã dán đầu của anh ta vào tấm kính bảo vệ bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai tại một bảo tàng ở The Hague, Người đi cùng anh ta đã dán tay của mình vào bức tường bên cạnh tác phẩm và ném một chất lỏng không xác định. Bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai là tác phẩm của họa sĩ bậc thầy người Hà Lan, Johan Vermeer. Bảo tàng cho biết bức tranh không bị hư hại do nó đã được che chắn bằng kính. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông này đều mặc áo phông có dòng chữ Just Stop Oil, một nhóm hoạt động môi trường ở Vương quốc Anh. Hồi đầu tháng này thì các nhà hoạt động của nhóm Just Stop Oil cũng đã ném súc cà chua lên bức tranh Hoa hướng dương của danh họa Vincent Van Gogh tại phòng trưng bày quốc gia ở London. Và vào ngày 23 tháng 10 thì hai nhà hoạt động khí hậu thuộc tổ chức Last Generation đã ném khoai tây nghiền lên một bức tranh có giá trị 111 triệu đô la Mỹ của họa sĩ người Pháp Claude Monet tại một bảo tàng ở thành phố Potsdam, nước Đức. Gone but not forgotten người đã ra đi nhưng vẫn sống mãi trong lòng người ở lại. Đó chính xác là niềm yêu mến mà người hâm mộ môn thể thao vua dành cho ông Maradona. Huyền thoại bóng đá người Argentina đã qua đời vì ngừng tim ở tuổi 60 vào cuối năm 2020 khiến hàng triệu người hâm mộ thương tiếc. Và để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 của nhà vô địch World Cup vào ngày 30 tháng 10, anh Martin Brown, một nghệ sĩ vẽ tranh tường người Argentina, đã lấp đầy bức tường 1.600m2 ở trung tâm thành phố Buenos Aires để tôn vinh huyền thoại sân cỏ. Đây là bức tranh tường lớn nhất về Maradona từ trước đến nay, cao khoảng 45m, tương tự chiều cao của tượng nữ thần tự do ở New York. Hoa Kỳ sắp vào mùa vặn ngược đồng hồ và đó có thể là lần cuối cùng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày Daylight Saving Time sẽ kết thúc vào lúc 2 giờ sáng Chủ nhật vào 6 tháng 11 theo giờ địa phương và năm nay có thể là một trong những lần cuối cùng người Mỹ phải chỉnh lại đồng hồ của họ hai lần mỗi năm như thường lệ. Vào ngày 15 tháng 3, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua đạo luật bảo vệ ánh nắng mặt trời, một dự luật nhằm biến thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày trở thành sự kiện diễn ra quanh năm. Dự luật sẽ có hiệu lực bắt đầu tháng 11 năm 2023 nếu được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và sau đó là tổng thống biden phần tin này cũng đã kết thúc bản tin hôm nay rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an hoàng anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo